1001 kiểu đu chen con sứa, con rít, con rát, chúng cuối sẽ không làm anh em phải thất vọng. Thời gian qua, trend con sứa đang trở nên viral khắp mạng xã hội top top và được nhiều TikToker đu theo. Trông thì có vẻ vô tri, nhưng để đu được trend này đòi hỏi động tác uốn dẻo bàn tay khá khó và khả năng quay kết hợp điệu nghệ. Chính vì vậy mà trong 1001 con sứa xuất hiện thì cũng có rít có rát, thậm chí cộng đồng mạng còn phân hạng rank cho những con sứa vô tri này như là thước đo cho sự tỉ mỉ và khéo léo. Cùng xem nhá. Rank đồng. Rank bạc. Rank vàng. Rank bạch kim. Rank kim cương. Rank cao thủ. Được. Hào án. Rank thách đấu. Mời để. Và cuối cùng không xác định được bước rank này. Xem xong video này, chắc là nhiều người đang một tay cầm máy, một tay thử tạo con sứa đúng không? Comment ngay kết quả cho TV Channel được biết nha. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Channel và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.